Vậy cũng té nữa. Đứng lên đi mày, ăn giả hả mày? Ê, người ta té vậy không giúp thì thôi còn cười được nữa hả? Ê thằng kia, mày mới vô đây làm biết cái gì mà mày đặt dạy đời hả mày? Thôi, tôi không có dạy đời. Nếu người bị té là các anh thì sao? Các anh có cười được không? Tao có miệng tao cười, mắc mớ gì tới mày? Thôi mà. Thôi được rồi, đúng rồi đó. Đáng lẽ tụi mình không nên cười. Anh có sao không? Cảm ơn anh. Anh làm được không? Hay là anh ngồi nghỉ đi, để tôi phụ cho nha. Dạ thôi. Thôi, anh vô nghỉ đi, bữa nay làm phụ cho. Dạ, vô đi. Cảm ơn mấy anh. Rồi, vô đây ngồi đi. Cái thằng vừa tớp tép là thằng nào vậy? À, là thằng Cảnh. Nó mới vô đây làm được vài bữa thôi. Tao thấy mày cũng được lắm. Tại sao mày không cướp lấy cái địa bàn này mà làm đi? Tao cũng muốn lắm, nhưng ngặt nổi tao chỉ sợ cái phi dao của thằng Tại thôi. Cả một cái địa bàn rộng lớn như vậy mà không biết khai thác, đúng là phí thiệt. Mày đúng là đồ ngu. Ê bà, chiều mai á là sinh nhật con Hồng. Tôi nghĩ là tôi với bà nên mặc áo màu hồng. Mà bây giờ bà mặc áo hồng, ngày mai bà còn áo đâu nữa mà bà mặc. Hình như mình cảm thấy chưa giống lắm thì phải. Bà kia, bà có nghe tôi nói gì không vợ? Hả? Bà nói gì? Trời ơi, không thích vậy nha. Muốn tương tư á thì về nhà tương tư đi. Bây giờ bà đang nói chuyện với tôi mà. Bà nói bậy cái gì vậy? Ai tương tư hồi nào? Không tương tư, không tương tư mà hả? Tôi thấy bà cứ nhìn chằm chằm vô cái tấm hình này từ ngày này qua ngày khác. Trời, mới đưa tôi hồi trưa mà dám nói từ ngày này sang ngày khác hả? Ừ, tôi vậy đó. Ai biểu bà cứ nhìn vô tấm hình này rồi bỏ mặt không nói chuyện với tôi làm chi? Sao, anh hai tôi dễ giống không? Hình như là chưa giống lắm. Ủa, đưa tôi coi. Anh hai của tôi vẽ thường á, chính xác lắm mà ta. Hay là tại tôi, bữa đó tôi mơ màng quá rồi nhìn không rõ nên tả không chính xác. Ừ, đúng rồi, phải tả chính xác người ta mới vẽ đúng cho bà. Thôi đi. Chị Phương, tặng em. Tặng cho em? Hôm nay đâu phải sinh nhật em, cũng đâu phải 8 tháng 3, sao tự nhiên tặng quà cho em? Thôi em lên xe đi, anh chở em về. Em đi về với bạn. Trời, không sao đâu, tôi tự về một mình được mà. Bà đi với ảnh đi. Hả? Anh cảm ơn em nhiều nha, lần sau anh dẫn em đi uống cà phê. Có gì đâu mà cảm ơn nè, chỉ cần anh chăm sóc chu đáo cho nhỏ bạn em là được rồi. Chuyện này á em cứ yên tâm. Sĩ Phương, em lên xe đi. Nè, chúc may mắn nha, bảnh chứ bộ. Vô duyên. Hôm nay anh không đến công ty hay sao mà tự nhiên đón em? Bắt đầu từ ngày mai, ngày hai bữa, anh sẽ đưa em tới trường. Là sao? Mà không chỉ mình anh đâu,
còn có Thiên Tân và Khải Hưng nữa đó. Mỗi người sẽ thay phiên chở em tới trường một tuần. Sao tự nhiên mấy anh chia nhau đưa đón em vậy? Không tự nhiên đâu. Tụi anh á phải bàn với nhau rất kỹ mới nghĩ ra cách này đó. Mấy ông mau tìm cách gì đi, chứ tôi thấy như vậy hoài không có ổn chút nào đâu. Tôi cũng thấy không ổn. Bây giờ hai ông nghĩ đi, cách gì cũng vậy à. Bây giờ trái tim của Sĩ Phương á đã vĩnh viễn thuộc về đại ca rồi. Bây giờ hai ông nói coi, trong ba đứa tụi mình nè, đứa nào có thể sánh bằng đại ca hả? Dĩ nhiên là cả ba đứa tụi mình không có đứa nào sánh bằng đại ca trong lòng của Sĩ Phương cả. Nhưng nếu như đại ca còn thì không nói làm gì. Đằng này đại ca chết lâu rồi, không lẽ chúng ta cứ để Sĩ Phương sống với nỗi đau này hoài sao? Không phải đã 5 năm rồi chúng ta công khai bày tỏ tình cảm với Sĩ Phương sao? Mang tiếng là theo đuổi người ta 5 năm, nhưng mà thật ra mỗi năm mình gặp người ta có một lần hả? Bây giờ hai ông thử nghĩ coi, cùng một lúc nhận 3 lời tỏ tình. Bây giờ một cô gái bình thường thôi, người ta còn phải phân vân khó xử nữa. Huống hồ chi Sĩ Phương cô ấy đã yêu đại ca rồi. Ông Hưng nói cũng phải đó. Ê, hay là mình thay đổi chiến thuật đi. Thay đổi bằng cách nào? Nè nè nè, bây giờ ha, tụi mình thường xuyên tiếp xúc, mình đưa đón và chăm sóc cho cổ. Tụi mình sẽ lấy chân tình để thu phục chân tình. Chắc chắn cổ sẽ phải siêu lòng. Bởi vì sao? Bởi vì một cuốn sách tâm lý đã nói như vậy. Ông nói cũng phải đó nha. Tụi anh đã bàn với nhau rồi, mỗi người á sẽ thay phiên nhau chăm sóc và lo lắng cho em một tuần. Và theo bốc thăm á thì người đầu tiên sẽ là anh, và tuần tiếp theo á là Thiên Tân, và thằng Hưng xui nhất sẽ gặp em vào tuần cuối cùng. Thật ra thì cho dù mấy anh có làm gì em cũng không thay đổi đâu. Trái tim của em cũng đã chết theo đại ca từ ngày hôm đó rồi. Anh không khuyên em là gạt bỏ đại ca trong trái tim em, nhưng không lẽ em cứ sống như thế này cho tới già, tới chết hay sao? Em không biết nữa. Hãy để cho anh lo lắng cho em và chăm sóc cho em, mén à. Anh đừng nói vậy nữa, em không thích đâu. Anh xin lỗi. Đêm qua, tên cướp Cảnh Tinh lại đột nhập vào nhà một đại gia, đại lý cấp 1 xổ số kiến thiết, và cướp đi 50 triệu. Giống như những lần trước, vụ cướp không gây thương vong và để lại hiện trường một mảnh giấy có ghi hai chữ Cảnh Tinh như một lời thách thức với lực lượng công an. Ăn cướp mà cũng có phong cách nữa sao? Ba con mới về. Con. Trời ơi, từ ngoài đường á con đã nghe tiếng ba nói chuyện rồi. Bộ nhà mình có khách hả ba? Khách nào đâu, ba tự đọc báo rồi nói chuyện một mình thôi. Ba đọc cái gì mà bức xúc quá vậy? Báo đang về tên cướp Cảnh Tinh, cái tên cướp chuyên để lại dấu tích trên hiện trường nhằm để khiêu khích công an mà ba kể cho con nghe lần trước đó. Con nhớ rồi. Mà ba đừng có lo, tên cướp này mà dám tới nhà mình con quýnh cho nó què chân. Con đó, ỷ có chút võ, đi đứng lung tung, đã bị cướp một lần rồi chưa sợ sao? Con đã không đi đứng lung tung cả tuần nay rồi, ba không thấy bên này con dậy sớm hay sao? Thấy, nhưng mà không biết được mấy bữa ở đây. Ba còn lạ về cái tính của con.
Chưa kiếm được ân nhân cứu mạng con chưa bỏ cuộc đâu. Đúng là chỉ có ba là hiểu con nhất trên đời này thôi. Dĩ nhiên con sẽ không bỏ cuộc, chỉ là con sẽ không đem thân mình ra nhử cướp nữa, mà con đã tìm được một cách hay hơn rồi. Ba nè, hôm bữa ba chửi vô mặt ân nhân của con, rồi còn đánh vô mặt ảnh nữa. Chắc chắn là ba có nhìn thẳng vô mặt của ảnh rồi đúng không? Nhưng mà ba xin lỗi rồi. Không phải, con nhắc lại không phải là để trách ba, mà là con muốn nhờ ba nhìn giùm con coi bức chân dung này có giống không. Cái này là chân dung ân nhân của con đó hả? Ừ, con đã nhờ một người bạn vẽ lại theo lời mô tả của con. Nhưng mà hôm ấy con chỉ nhìn thoáng qua ảnh thôi, rồi lăn ra bất tỉnh, nên con cũng không nhớ rõ lắm. Ba xem như vậy có giống chưa? Trời, đây mà là anh ta sao? Ừ, không giống hả ba? Giống. Ít ra cũng giống được mái tóc. Ba này, con không biết đâu á. Ngày mai ba phải đi cùng con tới nhà anh Đăng đó. Để làm gì? Để tả lại một lần nữa cho anh Đăng dễ chính xác chứ. Trời. Quậy, quất nó cho tao. Sao không hả anh? Ấy tao thôi, mày đánh đi mày, nó tới kìa, mày cho tao, mày đâu chết chết tao mày đâu mày tao mày 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 đừng để tao bắt được mày nha, tao chém chết mày đó. Đi, đi. Anh nha. Xong rồi đó. Công nhận hay thiệt. Tao có thể người nào bình thường rồi. Nè 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 nè, học ở đâu mà nổi vậy? Một người đàn anh đã dạy cho tao. Ê, thường ngày tao thấy mày hùng hờ mà, công nhận mày nghe thiệt. Nay không quýnh mấy thằng luôn. Đúng là nhăn nhăn mắt nổ nướng. Mấy phục mấy phục. Ê, nói thiệt nghe, thường ngày tao nói như thế với mày, sao mày không ngát tao, mày ngon, ngú tao? Thiệt tình là tao không ưa cái thói bắt nạt của tụi bay, nhưng tao cũng ghét cái tính ỷ trong hiếp yếu của tụi nó. Tao nói thiệt chứ, đi nào nổi mãn, nhưng tao nhất là biết giọng nghĩa khí giang hồ. Mãn này nho mày ngú, nhất định tao không quên. Bắt đầu từ ngày mai, tao nói như nãy ngày này, nho mày nửa cái nạp vô măng của tụi tao. Mày đứng nhà nấy niềm bảo nghe, nấy móng nhát nghe. Không cần mày làm. Tao không cần mày trả ơn. Càng không muốn mày kết nạp tao vô cái băng đảng của tụi mày. Mày nào nào? Mày nhỏ công ngao ngường.
nhìn mày số má cũng không có tệ đâu. Tại sao mày không nghết nạp như măng của tụi tao? Thôi được rồi, là mày muốn trả ơn tao chứ gì. Mày giúp tao một chuyện thôi. Chuyện gì? Nói đi. Giữ kín chuyện ngày hôm nay, không cho ai biết. Ủa? Sao phải giữ kín? Thì bởi vì tao không thích sự ồn ào, gợi sự chú ý. Mày về mày nói với thằng đại ca của tụi mày á, chuyện xảy ra ngày hôm nay không đơn giản chỉ là chuyện đánh lầm đâu. Không đánh lầm. Đáng lẽ, đáng lẽ đánh thiệt. Tụi nào đâu có gây thù chú quán gì với tụi nó đâu. Đâu phải gây thù chú quán là đánh nhau. Như nào? Tụi nó muốn kiểm tra thực lực trước khi đến giành địa bàn với tụi mày. Giành địa bàn với tụi nào? Còn phía tao không quan tâm tới địa bàn của tụi bay. Tao chỉ quan tâm tới chuyện mày hứa với tao. Chuyện xảy ra ngày hôm nay không được nói với bất kỳ ai biết, rõ chưa? Ok, tao hứa. Ngồi đó đi, đợi tao chút. Chuyện này là sao? Sao tụi bay nói với tao tụi nó là đám con nít không đáng ngại, chỉ búng tay một cái là lọt xuống sông? Bây giờ lại mang đầu máu về nhà là sao? Không phải là không lại, lẽ ra tên bay dần cho nó một trận như xương rồi. Tự nhiên vào giờ chót lại lôi ra một thằng định phá đám tụi em. Tụi bay có cả đám như vậy mà. Tại đại ca không có ở đó, đại ca không biết thôi. Cái thằng này lợi hại vô cùng, võ công nó vô địch, ra đầu nào chết đầu đó đó đại ca. Có thằng như vậy thật sao? Dạ thật. Nhưng có điều lạ là cái thằng này không nằm chung băng với thằng Tài. Hôm trước em có uống cà phê, em thấy thằng này chỉ là thằng công nhân bình thường thôi. Chỉ có một thằng vô danh tiểu tốt như vậy, tụi bay cũng làm không xong nữa. Mất mặt quá đi. Chuyện này mà đồn ra ngoài, chỗ đâu mà đứng? Nghĩ mà tức, bực mình quá. Cả đám vậy mà tôi một thằng. Chẳng qua là mình chưa phòng bị trước thôi. Lúc mà tụi em quay lại á, tụi nó chạy mất tiêu rồi. Chứ không á hả, đã bị tụi em giận cho một trận. Tức thiệt mà. Đúng là tức thiệt. Bây giờ tụi bay ngồi đó rên rỉ thì có ích gì. Cứ sử dụng luật rừng mà xử nó. Dạ, em biết rồi đại ca. Ê, chó. Ê, nhanh nào. Tay mày sao rồi? Nào với nhau. Mày nghe nó. Nghe mày kể là tức ối máu rồi, mày biết không? Mày nói tao nghe đi. Mày ngồi xuống đi. Tụi nó là băng nào vậy, hả? Mày tới đây lộng hành bố láo vậy? Tao nói mày ngồi xuống. Tao không cần biết. Nhưng mà đây là địa bàn của mình. Nó tới đây đánh mình là sao, hả? Thì không có ai ra gì hết. Tao sẽ không để yên cho tụi nó đâu. Tám sức, tao sẽ lấy lại công bằng cho mày. Đúng rồi đó. Thôi vô đi. Vô. Thiệt vậy sao? À, thì ra là Tùng đại ca. Lâu quá không gặp. Đại ca vẫn khỏe hả? Thì ra là mày vẫn chưa quên tao. Vậy mà tao tưởng mày lên đại ca quay phong rồi. Mày không còn có ai ra gì nữa chứ? Quay phong gì đại ca ơi, kiếm cơm ba bữa thôi mà. Nghe tin mày lên đại ca, anh Hùng dự định là nay mai qua chào hỏi mày mấy câu. Đại ca Hùng què á hả? Vậy anh về nói với đại ca Hùng què á, vài bữa nữa thằng em này sẽ qua tạ lỗi sao? Không cần phải tạ lỗi. Mày mà còn biết điều và nể mặt đại ca thì ngay lập tức mang thằng kia ra giao nộp cho đại ca liền. Là thằng nào? Anh nói thằng đó là thằng nào? Nín gì mày? Thằng kia. Mày nói đi. Nói nhầy. Chuyện gì vậy Tám Sức? Nói lẹ đi. Nói đi Sức. Thằng đó là thằng nào? Tại sao có lỗi với đại ca? Mày nói đi. Tao không biết. Nó là ai? Người đâu nến?
Nó nớp lại, nó không nuột như băng nhóm của tụi tao. Từ đâu đến hả? Mày tưởng tụi tao là con nít lên ba sao? Một thằng nhóc vô danh tiểu tốt từ đâu tới mà có thể đánh ngã mấy thằng võ nghệ cao cường, bất chấp cả tính mạng để cứu mày hả? Có chuyện này sao? Sao mày không nói cho tao biết hả? Anh Cảnh, uống miếng nước cho khỏe anh. Ờ, cảm ơn em. Anh Bình, là một điếu đi, sao quể quải vậy? Có chuyện gì buồn hả? Thằng nhóc nó đang bị sốt, nằm ở trong bệnh viện á. Để bà lo một mình ở trọng, tôi không có yên tâm. Đang có dịch sốt xuất huyết, nguy hiểm lắm. Hay là anh nghỉ vài ngày, vô lo cho nó đi. Để chỉ ở trọng một mình, sao trở tay kịp. Tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà một nhà có tới bốn miệng ăn, phải chạy từng ngày. Tôi mà nghỉ một ngày là chắc chết luôn á. Anh nói cũng phải á, ở đây đâu chỉ riêng một mình anh. Anh em ai cũng vậy hết trơn à, cũng phải cài để kiếm cơm từng bữa. Ừ, đúng rồi, khổ lắm. Hai thằng mày, đừng có đóng kịch nữa. Không ai có thể cứu được nó đâu. Khôn hồn á, thì mang nó ra cho tao. Tao nói là tao không biết. Tao không biết thằng đó là ai, nghe chưa? Nó là ai? Giao ra đi. Tao không biết. Mà dù tao có biết, tao cũng không nói đâu. Mày đủ tao đi. Tụi mày sao? Thôi, tắm sức, không nói nữa. Ê, tụi bay, có chuyện nữa kìa. Chuyện gì nữa? Tụi nó sắp đánh nhau ở trỏng rồi kìa. Trời ơi, tụi nó cứ ăn nhậu xong rồi quýnh lộn là chuyện bình thường thôi. Mày làm như lạ lắm mà, đứng đó mà ngạc nhiên. Không phải là chuyện tụi nó ăn nhậu rồi đánh nhau, mà hình như tao nghe láng thoáng là đánh nhau giành địa bàn đó. Coi bộ đánh lớn lắm nha. Tụi bay coi đi. Lại có chuyện nữa rồi. Muốn yên bình cũng không được. Ôi, mà mệt quá. Lo làm đi. Ở đó mà lo nhiều chuyện hoài. Thôi làm đi. Làm thì làm. Thật ra chuyện này tao cũng vừa mới biết. Bây giờ tao không thể giải quyết liền được. Mày yên tâm đi. Mày về nói với đại ca Hùng Què là vài bữa nữa tao sẽ giao nộp nó cho đại ca. Mày nói thì mày nhớ giữ lời nghe chưa. Đi. Mày nghe nữa. Mày nói đi, thằng đó là thằng nào? Người đó là ngu nào? Nào không thể nhớ được vô tình vô nghĩa như vậy nữa. Nhưng mà mày cũng biết danh đại ca Hùng Què rồi mà. Nếu mà mày không nghe lời á, chỉ có con đường chết thôi. Nãy giờ thấy mày nhắc tới đại ca Hùng Què, thằng đó là thằng nào? Mà sao mày sợ nó vậy? Là đại ca lớn, là lão đại đó. Trong tay có một đám đàn em, chứ không phải như tao đâu. Chỉ có hai thằng bay theo tao thôi à. Nói người á, chỉ là ngáy ngớ thôi. Thật ra là tôi nói muốn nhím thì mạng của mình. Sao mày biết? Nhím người nó là nói như nào? Một mình mà đánh ngã mấy cao thủ, tao chắc chắn thằng đó không phải là tầm thường. Mày nói đi, thằng đó là ai? Tao đã hứa là không nói. Tụi mày đừng có ép tao. Mày có nói không? Tao không nói. Trời là trời. Đây nè, bác nhìn coi cặp lông mày nào giống.
Bác thấy cặp lông mày này giống nè. Không phải, hình như là cặp này nè. Cặp này. Mà cặp này nè, bác thấy cũng giống nữa. Trời ơi, chắc bác loạn trí mất vì mấy cặp lông mày này quá. Không sao đâu bác, mấy cái chuyện này bác không cần phải khẩn trương, không có gấp được. Bác phải tỉ mỉ từng nét thì mới ra được bác à. Làm phiền cháu cả tuần nay, bác thấy ngại quá. Dạ có gì đâu mà bác phải ngại. Với lại Cẩm Tú cũng là bạn của Sĩ Phương, con cũng coi cổ như là em gái của con vậy. Giúp được cái gì thì vui rồi. Con chỉ sợ là năng khiếu của mình có hạn, phụ lòng của bác với em Tú thôi à. Không đâu, cháu rất có năng khiếu. Chỉ nghe tả thôi mà vẽ được như vậy là giỏi lắm rồi. Hôm đó bác nghĩ nó đụng con Tú, bác lo gây không lo nhìn mặt nên không nhớ rõ để tả chính xác được. Dạ, giờ mình tiếp tục nghe bác. Bác nhìn kỹ đi, có phải đây không? Cặp này. À không, lấy cặp này đi. À mà không 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 không, lấy cặp này đúng hơn. Dạ. Mày sao mày? Đại ca, đại ca tha cho em đi đại ca. Em hứa ngày mai em đưa đủ tiền cho đại ca. Dạ. Mày hứa hả? Dạ. Mày hứa tao bao nhiêu lần rồi hả? Dạ. Tao không thích nghe câu đó nghe chưa. Em hứa với đại ca mà. Sáng mai em sẽ đưa cho đại ca tiền. Sáng dạ. Mai hả mày? Nhớ như mày hả? Sáng mai hả? Một á là mày đưa tao liền. Hai á là tao đánh cho mày liệt. Dạ. Giữ tao lại. Dạ rồi con. Sao đánh người tao như vậy? Chỉ thiếu tiền thôi mà. Mày là thằng nào? Đừng có xí vô chuyện của tao nghe chưa. Tao không xí vô chuyện của mày, nhưng đánh người ta như vậy đủ rồi. Mày ngon. Mày dám đụng đại ca tao hả? À, tao nhớ ra mày rồi. Mày là thằng mới vô chứ gì? Mày chưa biết luật ở đây phải không? Hôm nay tao dạ cho mày biết luật ở đây như thế nào. Dạ đại ca, đúng là thằng em nó mới tới làm đại ca, nó chưa biết quy danh của đại ca. Đại ca tha cho nó đi. Cảnh, xin lỗi đại ca đi Cảnh. Mày có chuyện gì màu màu vậy? Không có đại ca. Tập thể dục thôi mà. Tập thể dục. Không được tụ tập là một. Không thì tôi mời các anh lên trong phòng làm việc. Dạ. Đề nghị giải tán. Dạ. Dạ không có gì ạ. Mày á, mày nhớ mày, tao không tha cho mày đâu. Mày có chừng đó. Đi. Anh Bình. Có sao không anh? Hả? Có sao không? Chú mày khờ quá. Tự nhiên đụng tới đám giang hồ chi vậy? Trời đất ơi, ở đây ai cũng phải ngán nó hết à. Em không sợ tụi nó đâu. Em không thích đụng chạm tụi nó, nhưng mà tụi nó càng ngày càng quá quắt. Quá quắt cái gì? Quá quắt cũng phải nhịn tụi nó chứ. Tụi mình là dân đen mà, đấu sao lại tụi nó. Em không sợ tụi nó, muốn chơi thì chơi, sợ gì? Đạo quá. Em quên nữa, con của anh bữa nay thế nào rồi? Nó cũng còn ở trong bệnh viện á. Anh cầm lấy số tiền này mà về lo thuốc men cho con anh đi. Thôi thôi, không có được đâu. Tôi còn tiền, không sao. Anh là đi dây tiền nóng chứ gì. Không được đâu, anh cầm lấy số tiền này trả ngay cho người ta đi. Chứ lấy mẹ để lấy con, trả suốt đời không hết đâu. Nhưng lấy rồi, lấy tiền đâu mà chú mày xài. Em độc thân mà sao cũng được. Bất quá thì tôi mày gói là được rồi. Nè, cầm lấy đi anh. Không sao đâu, khi nào anh có anh trả lại em cũng được mà. Anh đang lúc ngặt nghèo mà chú mày cho anh mượn tiền, anh thiệt may mắn. Anh cảm ơn chú mày nhiều nha. Không sao đâu mà, bình thường thôi. Em đi nha. Cảnh, Cảnh, tối nay chú mày đừng có ở nhà nha. Tụi nó tìm đến trả thù đó. Có người ta cướp. Cướp. Tao có mày.
gan lắm. Đúng là đặc nhiệm có khác, ngưỡng mộ thiệt. Cái thằng này nè, nó giật giỏ của tôi nè, bắt nó đi công an. Chị theo tôi về phường lấy lời khai. Dạ. Dạ, dạ. Cảm ơn cô. Không có gì đâu. Lâu lắm mình mới có thể tìm được một chỗ trọ tốt và một việc làm ổn như thế này. Vậy mà Cảnh, Cảnh, tối nay chúng mày đừng có ở nhà nha, tụi nó tìm đến trả thù đó. Đành phải tiếp tục bước lãng du thôi. Không biết đến bao giờ thì mình mới có thể khỏi phải bỏ đi như thế này. Mày muốn trốn hả? Tao không muốn đánh nhau. Tụi mày tránh ra. Cái gì? Tránh ra hả? Đại ca, nó kêu mình tránh ra kìa. Mình đập nó luôn đi. Mày cũng anh hùng quá ha. Để tao coi mày anh hùng đến chừng nào. Đại ca, mạng của mày tao tha nữa, biết chưa? Đại ca, đứng lên đại ca, thằng này nó ghê quá đại ca. Nhi, nhau đánh lộn nhũ nào. Hey, đại ca, đúng là có mắt như mù, không biết đuối Thái Sơn. Ly rượu này á, em thay mặt các anh em xin lỗi đại ca. Vô đại ca, chuyện hôm nay á, em xin lỗi đại ca rất nhiều. Vô nè, vô mời đại ca. Đưa hai ông đệ vô. Này nha, yên tâm đi, có nhớ tụi em cũng không bao giờ nhau nộp đại ca cho tụi nó. Đúng rồi đó đại ca, đại ca cứ yên tâm đi, từ bây giờ á làm đại ca của tụi em, một ngày á có ba bữa rượu thịt đàng hoàng, không cần phải làm gì hết, đại ca cứ yên tâm. Tao không phải là đại ca, mà tao cũng không muốn làm đại ca của ai hết. Em biết rồi, đại ca không muốn làm đại ca của mấy thằng nhỏ này đúng không? Ờ, nhưng mà đại ca yên tâm, tụi em sống tình nghĩa lắm. Này nha, ăn đi đại ca. Nếu đâu anh lên cho nợ mỗi mà thôi mời quá, để em nói luôn, bây giờ đốm lại đại ca ở lại đây làm đại ca ngủ nuôi em. Mà thôi đi, mấy thằng bay chuyên môn dòng do Tam Quốc nói lòng vòng hoài à. Bây giờ nè, nói một điều ngắn gọn. Đại ca, bây giờ mấy anh em tụi em ở đây gặp nạn nè, ly này là coi như đại ca ra tay cứu giúp cho tụi em. Mời đại ca. Vô đại ca. Đúng rồi đại ca, tụi em á là đang có gặp nạn vấn đề rất là lớn, đại ca giúp giùm tụi em đi đại ca. Không cần tụi bay phải đứa tung đứa hứng, nói tóm lại là nói xa nói gần, ý tụi bay muốn là nộp ta cho tụi nó chứ gì. Không mong nhờ, em thề với đại ca luôn, em thề nhất nông ninh cũng muốn nổ nhang hồn. Đại ca có chết em cũng bảo vệ đại ca tới cùng. Không cần tụi bay phải nộp tao đâu, tự tao sẽ đi gặp tụi nó. Trời, thôi đại ca ơi, thôi chuyện đó không được đâu. Không được đâu. Đại ca biết ở băng tụi nó biết bao nhiêu thằng,
trong khi đại ca có mình à, sao đại ca đánh lại? Đánh lại hay không là chuyện của tao, không phải là chuyện của tụi bay. Nói tóm lại như vậy, ngày mai tụi bay hẹn nó giùm tao, tự tao sẽ đi gặp tụi nó. Đại ca, nhưng mà đại ca lại nhảy nữa. Nhưng mà trước đại ca à, nguy hiểm lắm. Đại ca có tới gặp tụi nó cũng vậy thôi. Thật nha, nồi người như nạ cái ngớn. Cái mà tụi nó muốn á là cái nẹp mà méo mỡ này. Thôi vô đi. Ngọng. Vô. Đình nãy nha, không bao giờ nghe lời mình. Vô. Đếm phụ cho. Trời ơi, nhìn thấy chú nguyên lành vậy anh mừng quá. Hôm qua anh ở trong bệnh viện mà trong bụng thấy lo làm sao á, sợ tụi nó tới làm khó dễ chú. Tụi nó không làm gì được em đâu. À, tình hình con anh sao rồi, có bớt chút nào chưa? Con của anh nó cũng khỏe rồi, bác sĩ nói là khoảng 2-3 ngày nữa nó xuất viện. Ờ à, vậy hả? Vậy thì mừng quá. Anh à. Anh cầm số tiền này lo cho con đi. Thôi. Tiền cũ tôi chưa có trả cho chú, tôi không có lấy tiền mới đâu. Thôi mà, anh ngại gì không biết nữa. Đừng nghĩ chuyện trả hay không trả. Với lại anh phải lo cho con anh nữa. Sau bữa nay chỉ sợ là em không có cơ hội để lo cho anh nữa đâu. Hả? Có chuyện gì vậy? Tụi nó làm khó dễ cho chú hả? Không sao. Để anh đi năn nỉ tụi nó một tiếng. Dù gì thì anh cũng quen không với tụi phải. Nó không phải là tụi nó làm khó dễ gì em, nhưng mà em sắp sửa rời khỏi chỗ này rồi. Tại sao lại đi? Mà chú định đi đâu? Em cũng không biết nữa. Cuộc đời em như cánh chim phiêu lãng vậy. Mấy mươi năm rồi vẫn chưa có chốn dừng chân. Nhưng thôi, đừng nói chuyện này nữa. Số tiền này anh cứ giữ lấy đi, để mà lo cho con anh. Mai này gặp lại, có thì anh trả cho em, không có cũng không sao. Bây giờ em phải đi rồi. Anh ráng lo cho cháu nha. Nhớ đóng viện phí đầy đủ, nếu không người ta sẽ không lo cho con của anh đâu. Thôi anh bảo trọng nha, em đi ạ. Rất đáng mặt anh hùng. Mày cũng gan lắm, mày dám đến đây gặp tụi tao hả? Hôm trước người đánh bị thương mày và đám đàn em của mày là tao, không liên quan tới tụ tài với nhau. Hôm nay tao đến đây để cho tụi bay đánh trả thù. Xong việc tao sẽ rời khỏi địa bàn này. Còn tụi bay không được quấy phá, làm khó làm dễ tụ tài với nhau. Mày nói đúng, đại ca thật là anh hùng. Mày nói thiệt, mày đứng yên cho tụi tao đánh hả? Tụi bay cứ thử đi. Ê,
Giao ra tay đi, chết bây giờ. Bây giờ sao? Thằng ơi, mày mà không vô lẹ, chứng nó hổ hoài là nó muốn chết đại ca. Đó, chết. Đi tụi bay.